Dạ, kính chào quý vị khán giả. Hôm nay là ngày 25 tháng 8 năm 2021. Cũng là ngày thứ 87. Đó. Mà đặc biệt là ngày thứ 3. Tính từ ngày 23 tháng 8, hôm nay là ngày thứ 3. Là giãn cách xã hội được thắt chặt, coi như là ở quy mô cao hơn bao giờ hết. Và thì cuộc sống thì nó vẫn trôi qua như thế, và tất cả chúng ta đều phải cố gắng chứ giờ sao giờ. Ở đây kiếm cái muỗng nhỏ mà kiếm không ra, rồi đành phải xài cái muỗng này. Rồi chắc chắn bà con cô bác cũng sẽ hỏi rằng là sáng nay là con ông anh sẽ ăn sáng gì và sẽ nói câu chuyện gì. Dạ thưa bà con cô bác, là hôm nay chắc sẽ cũng không có nói câu chuyện gì hết. Hôm nay mình cũng sáng nào cũng vậy, làm ly cần tây xong là ăn sáng, mà giờ sáng nay cũng chưa biết sẽ ăn sáng món gì. Bà con bác cũng gợi ý mình đi, vẫn lại dần mì gói, mà hôm nay bánh mì thì không mua được. Đó, bắt đầu thèm bánh mì lắm rồi. Ngày hôm qua thì coi như sáng hôm qua là thôi uống ly cà phê luôn. Mà thường thì mình cũng hay nói bà con cô bác là buổi sáng tuyệt đối đừng có bỏ bữa. Hôm qua mình cũng hơi lười nên mình bỏ, tự nhiên hôm nay mình không được. Làm gì làm, phải giữ sức khỏe. Đó, có sức khỏe mới có được sức đề kháng để mình chiến đấu chứ. Rồi, và mời bà con cô bác, hôm nay mình giới thiệu với bà con cô bác. Nhà mình hôm nay là mặc dù là ấy, nhưng mà có một vị khách VIP. Đó, sáng nào cũng vậy đó, nó thấy mình xuống cái là nó kêu ừ, nó gọi. Gì đây ông? Đây, nhảy lên. Đó. Sao? Đòi uống cần tây mật ong đúng không? Đó, nó quậy lắm. Đây là sù ô sủ nè, bé sủ nè, con chú chó Phú Quốc nè. Đó bà con bà bác. Mình đang suy nghĩ làm nó một cái kinh nội dung, mà con bà bác nghĩ sao? Rồi im. Ngoan. Ăn sáng chưa? Dạ, muốn ăn cái gì? Để tôi uống nước đã. Trời ơi, nó nhảy lên cho coi nè nha. Quậy lắm. Bây giờ mà mở cái dây này ra đó, mình chiều mình hay vợ mở cái dây này ra, mình dắt nó đi chơi. Nhưng mà giờ trong cái mấy ngày hôm nay đâu có cho đi ra đường, nên cũng không dắt nó đi chơi được. Mà đừng nói dắt nó đi chơi, mở ra cái nó quay cái dây nó quăng vùng một cái, nó chạy mất tiêu luôn. Đó, cái này mà mở ra một cái là lát coi ảnh chạy coi như mất dép luôn. Ôi, đó, thấy chưa bà con, thấy không? Nhoi lắm. Đó. Rồi, thôi được rồi, bây giờ ăn sáng gì nè. Muốn ăn gì? Ý da, dễ thương. Đó, mở cái ra nên là buổi chiều lúc nào cứ sáng là dắt nó đi chơi, đi bộ. À, mà thả anh ra là anh nhỏ mà anh quậy lắm luôn. Hôm nay nè, nhà có thêm con gà nữa. Đó bà. À. Đó giờ con gà là anh bữa anh ganh tị với con gà nè. Hôm bữa mình đi giao hàng cái mình thấy ngoài đường có bán con gà ô. Bán một cặp. Xong rồi mình mua luôn một cặp cái về đó, đó anh quạo rồi. Đó con chú gà ô, giờ có thêm anh bạn nữa. Bữa giờ anh về anh sủa hoài luôn bà con. Đó, sổ dữ lắm luôn. Rồi, thôi ngoan nha. Rồi, ngoan, bây giờ tôi vô làm đồ ăn cho. Ok, rồi. Bà con biết ba sủ này nó khoái món gì không? Con không biết đâu, nó khoái món bánh mì, nó khoái cà phê. Đó. Nhưng hôm nay mình không cho nó ăn hai cái món đó. Hôm nay mình sẽ cho nó ăn cái món khác nha con. Từ từ, rồi, ok, rồi. Rồi, vô đây. Rửa tay chút. Rồi, xong bây giờ rồi, rửa tay cho sạch sẽ đã rồi, đâu làm chuẩn bị món gì.
Giờ lục lên coi trong nhà bếp có cái món gì trước. Còn cơm nguội, còn cái... Nói chung là bây giờ sáng nay mình ăn mì gói hoài, cũng cũng nói thật với bà con, bác ăn mì gói hoài cũng hơi ngán. Thôi, bữa nay chắc mình nghĩ ra cái món mà nhỏ mà mẹ mình hay làm cho mình ăn lắm. Thiệt sự luôn. Bây giờ mình sẽ không ăn cơm, mình sẽ không ăn trứng, không ăn ha. Bây giờ mình làm cái món này thử coi. Rồi. Cái món này nó cũng không có cái gì đặc biệt hết. Đây, đầu tiên là bây giờ trước khi chuẩn bị nguyên liệu đi kiếm hai cái trứng. Đó. Rồi, hai cái trứng. Cái tỏi. Bà con ra khỏi, nói chung mấy người nào mà rành là sành ăn là đã biết là coi như chắc chắn là làm món gì rồi đúng không? Dạ. Dễ. Hôm nay không có làm trứng gấp la nha. Trời ơi, 87 ngày giờ tự bỗng nhiên tôi giỏi vô cùng. Rồi. Này mà có cái đồ đánh đánh cà phê giống bữa đánh bọt chắc đánh nhanh lắm này. Rồi. Vô lại đi qua mở cửa kìa. Dạ, bây giờ mời bà con cô bác tiếp tục. Rồi, mình cũng học được một số cái đầu tiên là chén ít dầu ăn. Nhưng mà cái món này mình cũng nói với bà, cũng chia sẻ với bà con bác chắc chắn ai cũng biết làm hết trơn á. Mà đặc biệt là hồi nhỏ đó, ai mà hồi nhỏ mình là nhỏ mình hay mẹ mình hay nấu cái hay làm món này cho mình lắm. Rồi đây, làm nóng chảo nha. Rồi. Rồi cho nóng chảo chút xíu. Rồi. Rồi cho xíu dầu vô. Mà muốn ngon á thì nếu mà nhà các bạn mà có mỡ á. Đó. Múc muỗng mỡ bỏ vô là hết sảy con mà bảy luôn, nó thơm lắm. Để mình thử làm xí mỡ vô. Rồi. Thôi, còn tô cơm nguội. Ăn riết không biết ăn gì. Mì gói rồi bánh mì, giờ không có bánh mì. Vẫn còn mì gói nhưng mà riết không biết ăn gì thôi. Đó. Ít tỏi. Chà, cái đít này nó hơi lắc nhắc, không biết nó có lên nổi không đây. Giảm đường chút xíu. Rồi, giờ mình cho cơm vô. Đấy. Cái mic cái đâu không biết, không để cái mic này đó. Rồi. Này mình làm hơi nhiều trứng, có vẻ hơi nhiều, nãy đánh tới hai cái trứng luôn. Đó, cơm chiên trứng. Rồi. Chảo này hơi xài lầm. Thank you.
ra cho nó cháy cháy, nó thành cơm, nó thành dê cháy cháy, ăn cho nó ngon. À, cái trà này nó phải có một, phải có nêm nếm gì chứ. Chết rồi, quên. Ồ cha, quên. Cái vụ nêm nếm chắc phải có ít bột nêm chứ ha. Đúng không bà con? Chắc là phải có một chút xíu bột nêm. Chết tôi rồi, tôi quên vụ này rồi. Hơi muộn. Nếu như người ta có thể có những cái món mà chiên từ nước mắm được thì thế tại sao mình không chiên từ nước mắm? Đó, cơm chiên tỏi nước mắm tự chế luôn. Đó. Mình phải kiếm một cái sản khác. Không ra cái sản khác như này. Được. Ai mà lại xuyên xúc bằng cái này bây giờ. Kệ nó lỡ rồi. Ồ, có mấy miếng cháy cháy này, ngon quá. Sẽ tự làm cho nó cháy cháy vào cái kiểu. Rồi, hơi ngon thêm tích tính nữa. Rồi, rồi ăn có một cái tô cơm nguội mà tới hai cái trứng. Đó, thôi hai thầy trò nha. Đó, hấp dẫn chưa? Rồi. Về cháy ngon quá này. Chắc mình sẽ làm một cái đó, bà con đã thấy không? Khá là ngon nha, thơm nha. Ồ, thơm phức. Chắc mình sẽ có, mình chế thêm một chút xíu nữa. Đó là mình thêm một ít xíu nước mắm. Đó. Nếu mình như cánh gà chiên nước mắm hay tất cả các món khác mình chiên nước mắm được thì tại sao chúng ta không thử chiên nước mắm? Đó, mình cho cái đây xíu nước mắm nhỉ. Rồi. Nó thơm. Oh, wow. Tự làm cơm cháy. Ồ, bữa nào nghiên cứu cái cách làm cơm cháy ngon á. Sẽ để đây cho nó chút xíu nó cháy vô bên. Bây giờ mình trước khi mình quay trở lại với cái này thì rồi này bà con qua mình pha làm ly cà phê à. Trời ơi, tôi phục vụ à, phục vụ cho em Sủ này còn hơn mình nữa. Rồi ở đây cà phê sữa đá. Rồi ok. Nói cho thời buổi này xài thì phải tiết kiệm. Đó, trời ơi, cho nó 2 ly luôn hả, dữ vậy. Thôi cho nó nửa ly thôi. Đó, cho mình vậy. Rồi cho nó chút xíu thôi. Bà con của bác sẽ thèm xem và xoay qua xoay lại làm coi như. Đó, đã chưa? Wow, đã chưa nào? Cơm chiên trứng, trời ơi. Tôi biết làm món cơm chiên trứng luôn mới ghê chứ. Thêm xí tỏi lên cho nó thơm nữa. Đó. Đó, nha. Thêm xíu tỏi. Cơm chiên trứng tỏi, bình thường ta cơm chiên trứng là đủ rồi này, cơm chiên trứng tỏi.
có cái mùi tỏi vô nó hòa quyện. Rồi thôi bây giờ mình sẽ làm cái món đông kỵ. Chờ đợi. Làm cà phê luôn. Cho em một chút xíu. Rồi. Chút xíu. Dần dần qua cho nó lạnh, cho nó cháy một xíu là mới đã. Đó, hôm nay ngày 25 tháng, ngày 26 tháng 25 tháng 8 chứ. Dạ, bà con cô bác. Đây là nhật ký của Colorman ngày 25 tháng 8. Rồi, nhưng mà ngày hôm nay chưa hết nha bà con quá. Chờ một xíu coi cái đoạn cuối mới vui. Còn hôm nay mình sẽ làm cái gì. Rồi, giờ thì làm một ly cà phê. Rồi. Quậy lên. Trước đã. À, chăm sóc cho em sủ còn hơn là cà phê thơm quá bà con ơi. Một bên này cơm cũng thơm, bên cà phê cũng thơm. Cà phê thơm quá. Con ơi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi xem xong cái mẻ này ra thì khách VIP của mình, bạn Sửu, bạn sẽ phản ứng như thế nào với các món ăn của Colorman làm. Rồi. Bạn bình thường là món ruột của bạn Sửu, bà con biết là bạn món ruột của bạn là bánh mì với cà phê. Đó, cà phê là bạn không có chê rồi. Còn bánh mì thì rồi giờ lật qua một cái nè. Đó, quá đã luôn. Lật lại một lớp nữa thôi. Oh, wow. Rồi, chắc mình để xíu nữa là mình sẽ đổ ra cái dĩa. Rồi mình sẽ mang ra cho nó luôn. Đấy. Ok. Rồi. Rồi, xem như cái bữa hôm nay là đã xong nha. Bây giờ mình để đây chút xíu đi. Xíu lát đặt đổ ra đây luôn. Rồi, mời bà con xem cái mẹ coi như là bữa điểm tâm của Colorman ngày hôm nay như thế nào. Rồi mình tắt lửa luôn. Rồi đây là dĩa này dành cho bạn quay phim đệ tử mình. Nóng quá, để tôi cầm. Đây. Vô nó cháy hết rồi, thành ra là nó rất là hợp lý. Đã xong, nóng hổi luôn. Nổ luôn nè. Ô gạo nó nổ bọc lên vui ghê luôn. Rồi đây bà con bà bác. Thật ra mình còn có một cách làm nữa sẽ rất thú vị. Quên, chắc một xíu mình sẽ nhảy qua mình làm. Rồi xin bạn này miếng cho bạn Sửu đi. Hai anh em mình chia rồi, bạn này là bạn của
Thằng quay phim này của hai thầy trò mình. Mình nhem xấu. Còn thêm chút xíu nữa. Chưa hết, chưa hết. Đó, giờ. Đây, mình có cái vụ này. Bà con bà ơi, thêm chút xíu này vô. Tự nhiên phát hiện ra có cái tóc mỡ kế bên. Tôi làm, tôi ráng, tôi cất công, tôi làm, tôi giữ, không biết là nó vô, nó có chịu ăn không? Hay là nó quậy tôi nữa. Rồi nó chê, là đau lòng lắm nha, sủ. Rồi, được rồi. Ok. Rồi, cái này là củ color man. Hơi bị nóng. Rồi, xong. Thơm phức. Đừng có nói là dở nha. Rồi. Rồi cái phần này của bạn này thì cho miếng tiêu. Xong. Rồi bây giờ nào bà con quá, chúng ta cùng xem phản ứng của bé Sủ như thế nào. Nghi quá. À, muỗng nĩa ra là sẵn sàng luôn. Tìm tìm tên tìm tìm tên tìm tìm tên rồi. Rồi có cái muỗng trước đi. Rồi đây. Rồi thế là đã xong buổi sáng. Từ từ, hôm nay không có bánh mì nha, xấu. Từ từ, đang nóng lắm, đang nóng. Rồi ngồi đây, chờ đây. Hai thầy trò, từ từ. Quậy không mà chưa. Bà đánh bây giờ. Hư rồi bà đánh đó nha. Rồi đây. Đó. Chưa? Rồi nè, bà cho con thêm miếng tóp mỡ nữa nè. Rồi ăn đi con. Đừng làm phụ lòng tao nha. Rồi ăn đi con. Đây. Ăn thử đi, ăn đi. Rồi thôi giờ bà tới phiên ba. Đó, thử coi nó ăn không. Trời đừng nói tôi chì. Rồi nó ăn không. Ôi. Đó, phải chưa, nó ăn luôn kìa đấy. Ăn đi con, ăn đi. Phá cái gì vậy? Đây, ăn đi. Đây, cơm này. Cơm. Rồi, ăn thử đi, cơm ba ngon, chiên ngon lắm, đừng chê tôi. Khán giả cười ba kìa. Gì vậy? Nó thấy con cóc. Rồi. Ok, rồi, rồi đi. Rồi nó nhạy quá, nó nhạy lắm luôn, nó thấy cái gì đúng không? Nè. Rồi ăn đi con, ăn đi. Trời ơi nó chê luôn. Trời, món tao làm ngon nhưng mà chê luôn không anh? Rồi thôi cho cà phê sữa đá nè, giờ không uống nữa tao quê lắm luôn á nha. Đây. Đồ vô luôn. Nước gì? Ủa, nguyên tô nước vậy? Anh đổ nước đó. Rồi đây nè, nước nè. Đây cà phê nè. Trời ơi, mình ăn gì nó ăn cái đó, mình uống gì nó uống cái đó. Ăn đi con, để không khán giả cười, con khán giả nói mình là làm comment làm cơm ngon, làm cơm chiên trứng ngon mà tới mức nó chê luôn đó. Cà phê thì nó ngon đó. Trời ơi nó khoái cà phê sữa đá của tôi, bà con thấy không đó, mà cơm chiên của tôi nó chê. Ăn cơm đi con nè. Ăn cơm. Ăn đi, không ăn tao giận á, mày làm tao quê nha mày. Đó, bà con thấy không đó. Trời ơi, nó uống cà phê kìa đó, uống cà phê sữa thì đã không. Trời ơi. Thôi, đó, bà con thấy rồi đó, cái trình độ làm bếp của mình á.
Rồi thôi đó, buổi sáng về cơm nguội chiên tỏi trứng. Ôi, nhưng giòn tan à, ngon quá. Thiếu ớt, để tôi ăn lấy ớt. Mà đây có ớt luôn. Liệu qua nó còn nó ăn làm gì. Đó, tự nhiên có cái ớt. Bữa có một bạn fan tặng cho mình cái ớt. Ớt mình lặt ăn gần hết luôn. Trời, có nằm giải. Trời ơi, cà phê thì nó uống hết mà cơm chiên nó chê không nổi, chết tôi rồi. Đó, làm sạch sẽ luôn kìa. Trời ơi, nó khoái uống cà phê không? Uống cà phê sạch sẽ luôn. Rồi giờ uống xong ăn cơm nha. Em lùi ra đi, em ôi quay quay nè, hồi nó mắc cỡ nó không chịu ăn á. Rồi đây. Lâu ăn rồi. Đó, ngửi 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 đang suy nghĩ. Ăn đi con. Rồi hiểu luôn. Đau đớn. Bà con của bà. Bởi tôi nói nó tài năng, mình ăn gì mình cho nó ăn cái đó, mình ăn bánh mì nó cũng ăn bánh mì, kệ nó ăn kệ đó, nó vui luôn, nó lên ăn đi vòng ở đây, quay biết quay gì chứ, yeah, đó ăn ghê đấy chưa, ủa thành công chưa, ủa quá wow. Tiếp tục tiếp tục. Ồ, vậy là coi như em cũng ăn nha mà trời ơi. Con em làm trình độ quá. Làm cơm chiên không? Làm cơm chiên tỏi mình mà ngon tới mức mà chó cũng phải ăn được phải không? Dạ. Ít phút giờ em vui vẻ buổi sáng. Chứ mà buổi sáng nào cũng ngồi tâm sự rồi xong rồi điểm tin sợ bà con buồn. À, giờ có con chó, có con sủ à. Mấy bữa nay nó về nhà mình từ lúc nó nhỏ xíu à, dễ thương lắm. Mà tự nhiên mình quên, mình không có nghĩ là cách để mình quay chung với nó. Mà ổng quậy lắm, ổng rất là quậy, thành ra là nhiều khi đó vậy đó. Ổng quậy thả ổng ra là ổng chạy, ổng cắn đồ, ổng quậy tưng bừng hết nguyên cái khu này là coi như là. Cho nên là từ khi phải cột nó lại. Rồi tối tối chiều chiều hay gì hay dắt nó chạy theo, nó chạy đi vòng vòng vòng. Mà nó thấy ai nó không mừng, nó nhảy lên, nó dễ thương lắm, nó thông minh lắm luôn. Chó nhiều khi chó nó thông minh hơn chủ. Nó đùa chứ trời, công trình tôi làm đầu tư vậy đó mà không có. Nó chê rồi đó, không biết rác nữa ông đệ tử tôi làm sao nữa. Súng súng ăn đi, ráng ăn cho ba vui đi con, ráng ăn cho ba vui nha, để không khán giả cười ba. Dạ nói bà nấu dở quá, bà nấu cái gì mà sủ không thèm ăn luôn. Nó biết nghe không bà con, thấy không, hay không? Rồi, ráng ăn cho ba vui nha con. Rồi mai ba làm tôi ăn tiếp cho nha, mai ba làm bánh mì cho ăn nha. Để ra anh nó tâm sự nó. Đây con, cái món này là món gì biết không? Cơm chiên trứng tỏi Colorman nha. Cơm chiên trứng tỏi Colorman còn phải nhớ nha, mai mốt phải bầm. Bữa nào bà sáng bà nói là ăn cơm chiên trứng tỏi không, cái mà gật đầu ok cái là bà nấu cho con nghe không con. Ăn đi con, ăn cho bà vui nha, nó không khán giả cười ba nói nấu ăn gì mà chó còn chê nữa. Đừng nói chứ. Ráng đi. Rồi uống hết luôn rồi, cà phê sữa đá uống hết luôn. Nhỏ này. Mà nhỏ mà con, thằng cu này. Dạ rồi thôi, cảm ơn bà con cô bác đã
xem hết cái video này. Dạ, cái video này nó không có nội dung gì nhiều hết, nhưng mà chỉ là cái một cái những cái sinh hoạt buổi sáng đó. Sáng nay ngán mì gói quá, mình ăn, nói chung bà con khen ngon. À, nói ăn bao nhiêu tám mấy ngày rồi, ăn ít nhất nửa đường rồi, nên lâu lâu phải đổi khẩu vị. Các anh các bạn ở nhà làm món này dễ mà, đúng không? Cứ lấy cơm nguội ra đổ vô ăn lên, chiên cho nó áp chảo cho nó khét khét một chút, nó giòn giòn, nhưng đừng để nó khét quá. Có tí tóp mỡ nữa là xong. Nói chung là phải sống chung với dịch thôi chứ giờ sao vậy. Chương trình hôm nay thì mình sẽ họp với toàn bộ công ty. Mấy bữa nay mình tranh thủ họp với từng bà từng nhóm luôn, mỗi nhóm mấy chục, có nhóm mấy người, có nhóm mười mấy người, có nhóm hai ba chục người, có nhóm 40 người, tranh thủ gặp hết tất cả anh em. Coi như có 14 ngày này anh thủ ngồi gặp anh em, nói chuyện anh em, chia sẻ với anh em, động viên anh em, để lát nữa mình coi có gì vui vui mình quay để coi bà con cô bác thấy mình họp với một cái cuộc họp mà trong cái mùa dịch này như thế nào, rồi mình nói chuyện gì với anh em, chắc cũng chia sẻ cho bà con cô bác thấy không? Với lại cũng là một cái kỷ niệm, lưu lại những cái phút giây, những cái ngày tháng mà phải nói không thể nào quên và rất là kỷ niệm. Chúng ta đã sống như thế và chúng ta đã vượt qua một cái khoảng thời gian khắc nghiệt như thế. Cũng không biết ngày mai như thế nào, nhưng mà thôi thì còn sống là còn vui, còn sống là còn yêu, đúng không bà con? Cảm ơn tất cả bà con, các bác, xin chào tạm biệt.